Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Honey sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách để mà mình tạo cái fan bằng tay sao cho nó thật là đẹp. Và cái kiểu tạo fan bằng tay này là một trong những cái kiểu gọi là kiểu master. Cái kiểu pha tạo fan bằng tay này nó sẽ giúp cho mình có những cái fan nó sẽ rất là đẹp và nó làm cho bộ mi của mình đẹp hơn rất là nhiều. Và trước khi mà mình nói qua cái cách tạo thì mình sẽ phân tích cái ưu điểm và cái nhược điểm tạo fan bằng tay cho các bạn coi. Thì đối với cái kiểu tạo fan bằng tay đó thì mình sẽ gọi là mình sẽ chủ động rất là nhiều, mình sử dụng cái đôi tay của mình rất là nhiều. Nhưng mà kiểu này thì nó sẽ khó đối với những người mới, tại vì những người mới cái bàn tay của mình chưa khéo léo thì nó làm sẽ khó. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta làm lâu, mình dành khoảng chừng 1 ngày, 2 ngày hoặc 3 ngày để mà chúng ta làm á, thì cái kiểu tạo fan này nó sẽ rất là dễ dàng và nó làm cho cái bộ mi của mình nhanh hơn, không có bị vón keo nhiều như mà chúng ta làm fan sẵn. Và bên cạnh đó thì việc mà chúng ta có một cái cây nhíp, đây là cái cây nhíp của Honey ha, và chúng ta có một cái cây nhíp hoặc là cái lông mi á, nó sẽ rất là quan trọng. Tại vì một người thợ nối mi, nếu mà cây nhíp của mình không có được sử dụng tốt, hoặc là thợ nối mi có một cây nhíp mà nó không có được nhanh nhẹn và nó không có phù hợp với bản thân thì làm sẽ rất là mất thời gian và thợ nó sẽ rất là khó lên tay nghề. Và tiếp nữa là nếu như mà thợ nối mi nào mình không có những cái chất liệu mi nó mềm và mình nó mướt á, thì cái chất liệu mi đó nó sẽ làm mất thời gian của thợ cũng như là làm thợ đó rất là khó lên nghề. Và đó là đôi lời chia sẻ, và bây giờ Honey sẽ đi vào cái chính nha. Ok, bước thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cái mũi nhíp mình đưa vuông góc với cái cọng lông mi như thế này. Nếu mà chúng ta đưa như vậy là không có đúng nha. Mình đưa như vậy cũng không có đúng, mình xoay cái nhíp như vậy cũng không có đúng, mà mình phải đưa cho nó tạo thành một góc vuông. Và mình không có gấp sát quá, cũng không có gấp cao quá, mình gấp trung bình nhất để cho nó chắc cái tay. Và sau đó chúng ta nhấc lên. Khi mà mình nhấc lên á, thì cái lợi thế cái cọng lông mi nó phải gọi là ngang cái chân, tức là cái chân nó không có bị xòe đi xòe lại, thì đó là một cái lợi thế để chúng ta làm nhanh. Và sau đó mình sẽ chụm hai cái ngón tay lại, hoặc là nếu như mà chị nào mà mình không có chụm được, mình có cái móng tay á, thì mình có thể để như vậy. Và sau đó mình đặt cái chân của cái lông mi vào hai cái khe rãnh này, đây hai cái khe rãnh này mình sẽ đặt vào nha. Mình sẽ đặt cầm một tí xíu vào, và sau đó chúng ta sẽ hơi lắc nhẹ một chút để cho cái fan nó xòe ra. Bản thân cái lông mi của Honey nó cũng khá là dễ xòe rồi đây, và khi chúng ta làm trên người á, mình chỉ cần cái độ xòe tương đối thôi. Sau đó chúng ta gấp nó lên đây, chúng ta gấp nó lên. Và trong cái rồ nút mà đựng keo này nè, có những cái rãnh đó thì mình sẽ hơi cạ vào để cho những cái rãnh này nó sẽ ôm cái cọng lông mi này lại. Mọi người thấy những cái rãnh nè, mình sẽ chấm keo vào, mình chấm keo vào và mình cho nó ôm những cái cây này lại đây, và mình tạo ra được một cái fan. Và mình sẽ đặt ở đây đó, thì những cái fan này nó sẽ rất là ok. Rồi Honey tiếp tục nè, tiếp tục làm lại lần nữa, mình sẽ gấp vuông góc đây. Sau đó chúng ta sẽ đưa lên cái tay của mình. Hồi nãy là mình cầm là vậy rồi ha. Bây giờ mình sẽ cầm ngửa nó lên. Mình gom cái chân nó lại, mình cầm ngửa nó lên. Và chúng ta có thể hơi lắc nhẹ cái tay một tí xíu, hoặc là mình lấy cái nhíp mình đẩy nó ra. Mọi người thấy cái lông mi nó sẽ rất là dễ ra không nè. Đó, sau đó mình gấp nó lên. Mình hơi nhít qua nhít lại một chút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chấm keo nè. Chấm keo vào và trượt để cho nó ôm cái chân mi lại. Thì cái keo này nó sẽ có cái tác dụng ôm cái chân mi rất là tốt, và nó làm cho cái fan nó chậm lại nha. Mọi người thấy nè, cái fan mà mình vừa làm đây, cái fan mà mình vừa làm đây nó rất là ok luôn. Đây đó, đây là cái fan mà mình vừa làm. Để mình xích lại cái này gần lại một chút xíu cho mọi người mình dễ thấy. Rồi, Honey làm tiếp tục một cái nữa nè. Bước 1, mình sẽ gấp vuông góc lên. Này. Bước 2, chúng ta sẽ bỏ cái cầm cái chân của cái fan vô. Chúng ta sẽ cầm cái chân của cái fan vô. Rồi, sau đó mình hơi lắc nhẹ cái tay, cũng như mình lấy cái nhíp mình đẩy nhẹ tí xíu. Bản thân cái lông mi này nó đã rất là dễ làm rồi, nên mình chỉ cần làm nhẹ một cái là nó ra thôi. Bước 3, mình gấp nó lên. Và bước 4, mình chấm vào. Khi mình chấm vào thì mình nên cạ lên cái phần này chút xíu để cho nó ôm cái fan lại. Đó, chúng ta có một cái fan rất là ok. Honey tip
thử làm một cái fan nhiều hơn nha, một cái fan nhiều hơn. Mình có thể khi mà mình càng gấp nhiều fan á thì mình không có gấp ở đầu mũi nha các bạn, mà mình phải gấp bự lên, mình gấp giữa vào trong đây và mình nhấc nó lên. Cái chân nó vẫn rất là đều nhau các chị thấy không ạ? À? Và bắt đầu chúng ta sẽ cầm sợi đầu và sợi cuối, mình hơi lắc nhẹ nó ra thì cái fan nó sẽ xòe ra như vậy đây. Để mình chỉnh cho nó đều một cái xíu đây. Cái fan nó sẽ xòe ra như vậy đây. Và bắt đầu chúng ta sẽ lấy keo nè, mình sẽ lấy keo một chút sau đó cả vô và đặt lên này. Chúng ta là xòe xong một cái fan. Anh đi sẽ thử một cái cây nhíp khác ha. Mình sẽ thử một cái cây nhíp khác, đó là cái cây nhíp 90 độ. Đây là một trong những cây nhíp mà Honey cũng khá là yêu thích. Mình sẽ lấy cái fan nhiều một tí xíu là mọi người thấy cây nhíp này lấy fan nhiều nó rất là ok. Đây. Và sau đó chúng ta sẽ bóp để mình làm cho nó xòe ra. Cây nhíp này bản thân của nó, cái lông mi và cái nhíp này bản thân của nó là một cái bộ đôi hoàn hảo rồi, thành ra là làm nó sẽ rất là nhanh và không mất nhiều thời gian. Mình chỉ cần cả lên đây một tí xíu thôi và nó đã vô rồi đó. Và nếu như mà các bạn luyện tập đó thì mình nên đặt một cái mốc luyện tập, đó là một tiếng mình phải làm khoảng từ 70 cho tới 100 cái fan thì cái bộ lông mi nó mới được nhanh được như các bạn. Còn nếu mà chúng ta làm chậm á, thì mình phải làm tập cái tốc độ của nó cho nó nhanh lên. Một tiếng mình phải làm được khoảng 100-200 cái thì nó sẽ rất là ok. Rồi đó, và đây là một cái kiểu tạo fan bằng tay nó sẽ rất là phổ biến, giúp các bạn rất là nhiều trong cái nghề tạo mi. Nếu như mà chúng ta làm một bộ mi tạo fan như vậy thì khoảng chừng 1 tiếng tới 1 tiếng 15 phút thể sẽ là đạt được yêu cầu nha các bạn. Và Honey chúc các bạn thành công trong cái việc tạo fan. Nếu như mình cần thêm cái sự giải đáp thắc mắc thì các bạn hãy liên lạc với Honey qua cái địa chỉ là số 2 Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận để Honey giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Bye bye.